Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Theo luật bảo hiểm xã hội vừa được Quốc hội thông qua, tuổi hưởng trợ cấp hưu trí hạ xuống còn 75. Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Cụ thể, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã bổ sung chương 3 về trợ cấp hưu trí xã hội. Luật quy định chế hộ trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi. Theo đó, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của chính phủ. Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nghị định số 20 năm 2021 của chính phủ quy định người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội với mức hưởng là 360.000 đồng mỗi tháng và được đề xuất nâng lên 500.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Như vậy, so với quy định hiện hành, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí hạ từ 80 tuổi xuống 75 tuổi và được đổi tên từ trợ cấp xã hội thành trợ cấp hưu trí khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực. Đáng chú ý, luật đã mở rộng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội như giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng bên cạnh đó người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản người lao động khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu nếu đủ tuổi người hưu theo quy định của bộ luật lao động về mức lương hàng tháng đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2% mức tối đa bằng 75% Đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hàng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 1%. Bên cạnh đó, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mức trợ cấp thai sản là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra và mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ. Theo quy định của luật mới, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ một tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác, nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công tiền lương và sự quản lý điều hành, giám sát của một bên. So với luật bảo hiểm xã hội năm 2014, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã bổ sung đối tượng tham gia là chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tham gia theo quy định của chính phủ. Bên cạnh đó là người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã liên hợp hợp tác xã theo quy định của luật hợp tác xã không hưởng tiền lương. Với 404 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 83,3% tổng số đại biểu quốc hội, quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng. Cụ thể, ba luật liên quan tới thị trường bất động sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, sớm 5 tháng so với nghị quyết của quốc hội trước đó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trừ khoản 2 và 3 của Điều 252 luật đất đai. Tương tự, hai khoản của Điều 200 và Điều 210 của luật các tổ chức tín dụng sẽ có hiệu lực sớm từ ngày 1 tháng 8 để đảm bảo sự đồng bộ chặt chẽ khi nhận tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng. Việc đưa bốn luật sớm đi vào cuộc sống không chỉ là mong muốn, mà còn là yêu cầu đặt ra của Quốc hội khi biểu quyết thông qua các luật này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo sát sao công tác ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành của các bộ ngành địa phương, không để xảy ra vướng mắc do thiếu hoặc chậm ban hành văn bản cụ thể hóa, không để xảy ra tình trạng thông tư chờ nghị định, văn bản của địa phương chờ văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn của trung ương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi hành các luật kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024.